Trong những năm qua, các địa phương trên toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nối và sử dụng nước sạch từ các nhà máy. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy tập trung toàn tỉnh đạt trên 78%. Phóng sự thực hiện nhân ngày nước sạch thế giới 22 tháng 3. Những ngày này ở tất cả các thôn của xã Xuân Quan luôn tấp nập đấu nối đồng hồ từ đường ống nước chính đến các hộ dân. Đây là xã cuối cùng của tỉnh đấu nối nước sạch từ các nhà máy. Trước đây, không ít hộ tại đây vẫn sử dụng các nguồn nước mưa, nước giếng khoan trong sinh hoạt. Trong khi đó, nguồn nước mặt, nước ngầm bị ô nhiễm bởi chất thải rắn, nước thải từ các hoạt động nông nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện. Vì vậy, khi có nước sạch, ông Lê Ngọc Tỉnh cũng như nhiều người dân của thôn đã đăng ký lắp đặt đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch. Tôi rất vui là vì lúc một cái đổi đời, từ vì hàng nghìn năm nay và lâu đời hơn nữa thì dân Xuân Quan làm gì có cái chuyện là dùng nước sạch, chỉ là nước sông sẵn hoặc là nước mạch từ sông Hồng thôi. Mặc dù là xã có kinh tế khá nhưng do phân vùng cấp nước của tỉnh, từ những năm trước đây xã chưa có doanh nghiệp đầu tư nhà máy cấp nước tập trung. Trong khi nhu cầu của người dân lại lớn, vì vậy chỉ sau 2 ngày triển khai, thôn 3 đã có 50 cụm đồng hồ được đấu nối với nguồn nước mặt sông. Từ ngày có cái nước sạch của Ngọc Tuấn về là tôi cũng rất phấn khởi, được dùng cái nước bây giờ nó sạch hết hẳn, mà quần áo nó không bị ố. Đấy, mọi cái này rửa thức ăn thức hết là nó cũng ngon lành hơn. Trước đây thì chúng tôi dùng nước giếng, thì nước giếng ở đây thì nó là lẫn rất nhiều cái tạp chất. Khi có cái chương trình cấp nước sạch về thì bà con rất là phấn khởi và cũng rất là háo hức để làm sao khi có nước sạch về bà con nhanh chóng được sử dụng nước sạch. Cuối năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp thuận được đầu tư xây dựng mới, hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống khai thác, xử lý và cung cấp nước cho xã Xuân Quan. Sau 2 tháng thi công đường ống chính, hiện nay công ty đang tích cực triển khai cấp nước sạch cho người dân. Cùng với đó, chính quyền xã Xuân Quan đã tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về sử dụng nước sạch, phấn đấu năm nay cơ bản 2.700 hộ dân trong xã được sử dụng nước sạch. Người dân Xuân Quan chúng tôi thì có lẽ rằng là cái khát khao được dùng nước sạch thì cũng đã từ rất lâu rồi. Đây là niềm mong mỏi của toàn dân, sự ủng hộ người dân rất là nhiệt tình. Đến giờ phút này chúng tôi kiểm tra đôn đốc chỉ đạo thì hiện nay thì tất cả 10 trên 10 thôn thì đều đã tổ chức họp và triển khai. Những năm qua tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý, vận hành trạm cấp nước tập trung. Vì vậy, tỷ lệ số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 97%, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam trên 94%, trong đó từ cấp nước tập trung trên 78%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.